Xin chào chị em chú bác Phương Tâm kênh đi qua tuần. Hôm nay giới thiệu với anh chị em chú bác một cái mẫu Seiko rất là độc nha, Seiko Rossi này mà dòng rất là hiếm luôn ạ. Độ mới cực kỳ cao, anh em mình có thể mua để tặng 83 cho mấy chị ha. Hoặc là mấy chị mua tự thưởng cho mình nha. Chiếc này thì cái hộp tất nhiên không riêng anh em nha. Em kèm một cái hộp để mình có thể làm quà tặng nha. Giá 500 ngàn anh chị em ha. Cái logo nó đây ạ, Rossi anh em nha. Dòng rất là độc. Bộ dây zin rất là chất lượng luôn em ha, hàng chuẩn hãng 100% nha. Khóa thì là khóa bướm anh em nha, khóa còn chưa gỡ ni lông luôn. Form rất đẹp luôn, trình cho mấy chị ha. Khóa này tăng đưa được cho nên tay mấy chị bao nhiêu mình cũng có thể đeo được. Con này size ngang của nó là size 20.5, tuyệt đẹp anh em ha, rất là đẹp luôn. Thép đúc chạy máy 1F21 và hàng là hàng made in Japan nha, sản xuất tại Nhật, có cái độ chống nước zin của nó là tới cả 100 m luôn em ha. Núm cũng đẹp luôn, nói chung con này thiết kế rất là tinh tế anh em ha. Những cái cọc số nó dán bên trong cái mặt kính đó, ha, nó có ánh anh em ra sáng nó sẽ chuyển sang màu xanh nha anh em, rất đẹp luôn ạ. Độ mới cực cao luôn ha. Chiếc này giá 500 ngàn nha, anh em mình hoàn toàn có thể mua tặng được ha. Những mẫu này đôi khi mình mua mới giá nó có thể tầm dao động 5 triệu ha. Ok, cảm ơn anh chị em mình rất là nhiều nha. Hẹn anh chị em mình ở cái clip tiếp theo ạ. Xin chào cả nhà nha.